cái này là viêm lộ tuyến cổ tử cung. Thì mình cứ tưởng tượng là cái tử cung thì nó có hai cái bộ phận. Một cái bộ phận nằm trong bụng người phụ nữ và một cái bộ phận nó nằm bên ngoài, nhưng nó nằm ở phía trong âm đạo, người ta gọi là cái cổ tử cung. Và chính cái cổ tử cung này nó mới dễ bị viêm nhiễm, cho nên mình mới hay gọi là viêm cổ tử cung, viêm âm đạo này nọ đó. Và cái lộ tuyến thì cũng nói rõ là nó có hai cái danh từ, tức là cái cổ tử cung này nó có hai cái, một cái là lộ tuyến và một cái là viêm lộ tuyến đó, để cho mình hiểu. Nhưng mà kể cả lộ tuyến và viêm lộ tuyến thì không một người bệnh nhân nào biết hết, chỉ trừ khi anh đi khám cái vô tình, bác sĩ sản phụ khoa chúng tôi khám cái thấy thì báo lại cho người bệnh biết. Vì cái này nó không thể hiện gì nếu như nó không nằm trong cái tình trạng viêm. Vì nó lộ tuyến là cái chuyện bình thường đó, nhưng nó viêm lộ tuyến thì lúc đó mình đi khám là mình vì cái bệnh khác. Thí dụ như mình ngứa ngáy, mình hôi, huyết trắng hôi, hoặc là ra quá nhiều, hoặc là nhân tiện đi khám sức khỏe định kỳ của cán bộ công nhân viên nhà nước 6 tháng một lần, 1 năm một lần, thì lúc đó vô tình mới phát hiện ra. Chứ còn cái phần lộ tuyến cái cổ tử cung thì nó, nếu đúng là lộ tuyến không thì nó không phải là bệnh.